Hôm nay mà cả nhà đi theo chân hai vợ chồng hồn đường đi nhổ răng răng khôn, mà cái này răng ngu phải răng khôn vì nó mọc bậy. Xin anh cho ý kiến khi mà tâm lý nhổ bốn cái răng ngu như vậy thì tâm trạng anh hiện giờ đang thế nào ạ? Thực sự thì nãy giờ chưa nhổ, nhưng mà từ bữa qua khám tới giờ lên mạng thì thấy cái bình luận đó có thể là mình sợ, và có cái mà để mình không sợ, cho nên góp lại là sợ hơi hơi, tại vì nhiều lúc người ta nói bình thường, nhiều lúc người ta nói đau, lên YouTube mình coi cũng vậy đó. Dạ, cái gì mà không biết rồi cứ sạp lên Google rồi gõ lên YouTube là có. Bây giờ cứ gì đó, mình cũng hơi sợ thôi. Và nhổ răng như vậy là sẽ nghỉ hát một tuần lễ đúng không? Không biết là khi nào hết đau rồi hả? Đi theo mỗi người. Anh sẽ hay đi nhổ bốn cái răng cho Đường Minh Hôn mà không biết nha, chắc là nhổ trước hai cái thôi, còn hai cái mốt nhổ tiếp. Chứ nhổ bốn cái chắc xỉu quá. Hiện giờ là đang trên đường đi qua phòng nhổ răng, đã hẹn với bác sĩ rồi bác sĩ cho uống thuốc 2 ngày rồi, bây giờ đi qua nhổ. Là cảm giác hồi mình đương rất là hồi hộp và lo sợ vì hồi nhỏ lớn chưa từng nhổ răng, và Vương Nguyễn muốn live stream như vậy để cả nhà lên bình luận ủng hộ tinh thần cho Hồ Minh Đương, để trước khi nhổ Hồ Minh Đương bớt hoang mang lo sợ. Ở trên đây cứ buổi nào nhổ cũng được, không nhất thiết buổi sáng anh ơi, tại vì bác Để sĩ hẹn mình giờ nào mình nhổ giờ đó thôi. Cái này là tiểu phẫu chứ cũng không gọi là nhổ răng, mà là tiểu phẫu gấp cái răng khôn, mà răng 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 u răng mờ răng cùng á, gọi là răng khôn răng răng cùng đó anh. nó mọc nó xéo nó chọi mấy cây kia, cho nên là sợ hư mấy cây kia cho nên nhổ. Đã ngứa lắm thấy chưa, cả nhà nói anh đừng có sợ, đã ngứa lắm không sao đâu anh Ngứa đâu, ơi. chích thuốc tây có biết đâu đã ngứa. Mổ là cứ giờ mổ rọc cái nấu re rồi gấp cái răng đó ra Sao nó thôi, màu không ngộ ha? tại vì nó đúng rồi, trong xe nó bị chói. Đã ngứa lắm là không sao đâu, đã ngứa lắm. Sợ tối giờ ngủ không được luôn á Sáng ăn bát sưng như cái kiến luôn rồi đó. anh Cứ lên mà lên YouTube gõ nhổ răng làm sao, nhổ răng làm sao coi rồi thì hôm giờ luôn. Không đau đâu, cố lên. Nó cả nhà ủng hộ anh nữa không? Cố Nhưng mà lên nhổ không bên sao đây, đâu. nhổ bên đây 2 cây xong rồi Nhổ bên cái răng nhà nào mình nhổ mà cái hàm nào mà anh thường nhai thì nhổ bên kia trước đi. cho nhổ bên đây anh nhai chính giữa không à Vậy nhổ 2 bên luôn đi. Nhai à, cái đâu em à, nhổ đâu có đau em, có nhổ rồi không đau thấy chưa, nó không có đau mà cãi nhưng mà không chích à. Thuốc tê kìa, đầu tiên chích thuốc tê cho đau lắm, chích vô rồi nó đau một cái rồi thôi nó tê luôn à. Nên là tiêm phòng nhổ răng sao không nhổ buổi sáng em xưa à? Xưa hôm nay đặt la cái này nhảy nhổ vô 4 cây, nhảy chỉ vô định được là nhổ bốn cây bữa giờ mình lần đâu được đâu la làng nhưng mà bác sĩ nói là nếu sức khỏe tốt thì nhổ 4 cây, còn không thì nhổ trước 2 cây, và khi nào 2 cây này nó lành là ăn được nhai được thì nhổ tiếp 2 cây nữa, là tất cả nhổ 4 cây răng cùng trong của Hồ Văn Đương mọc mọc xỉa bậy, cho nên là trong thời gian đang không có xương nhiều nè, nhổ để nghỉ dưỡng luôn, chứ mai mốt ví dụ mà đi hát mình nhổ là mình không có đi hát được. Hát đi để một hồi là nhổ răng rồi là cả tuần không hát được đó. Bây giờ thoải mái tâm trạng hát vài câu cho cả nhà nghe Nói đi. về mở YouTube Nói vậy nói làm gì nữa, anh ngộ quá. Ủa nên đi ra quận nhất mình đi đường này gì vậy?
Anh đi sao tới chỗ được? Anh nhổ hay em nhổ? Mà hồi ai chở anh về? Anh đi 7 hồi sao em về được 7 đó? Anh nhổ răng chứ anh đâu có đi nhổ mổ mắt đâu. Anh chỉ được. Dạ yeah, đúng rồi. Ráng lên anh thần tượng của em ở biển. Chích gì kiến chích à. Anh bị sợ đau lắm, hồi lấy máu nữa kìa. Ủa hồi lấy máu hả? Đi chứ. Ai biết. Nhưng mà thì thường thường nó hôm con thằng đó nó vô lấy máu đó. Vô lấy máu rồi. Em bị căng hả? Hồ Minh Đương, em bị vậy đó. À, không có giấu. Biết nào nghe được anh Đương hát nữa. Lúc chích thuốc là ngứa chứ không có đau đâu anh ơi. Đâu có lấy máu làm chi đó, thấy chưa, không có lấy máu. Ủa, ta lấy máu ta coi máu đông hay máu không đông kìa. À ta coi nếu mà máu lỏng kiểu nó không đông thì đâu ấy được. Nhổ răng không có lấy máu kìa, này là tiểu phẫu cả nhà ơi, cũng không biết là có lấy máu hay không. Mà bác sĩ hẹn mình 2 giờ qua nhổ thì giờ mình đi qua thôi chứ còn không biết là như thế nào. Và không, chắc là người ta cho uống thuốc rồi thì không có lấy máu đó. Anh uống thuốc 2 ngày rồi. Mọi người theo dõi mọi người hồi Gương Nguyễn quay rồi mình đương nhổ răng coi có la làng không. Giờ em sẽ la cho tới anh nhổ răng luôn. Nhưng mà đừng có quay vô nha. Quay vô cái răng nha, ghê lắm, máu không lắm. Nó tắc. Máu me là không được. Nhanh lắm không sao đâu, yên tâm đi anh. Nhổ răng không đau đâu, anh đừng sợ. À, chị con là anh có nhức không? Nếu nhức là không nhổ được. À không, cái răng không có nhức. Không nhức, răng là mình thì nó còn à, im vậy đó. À, trương hả? À đúng rồi. Kiểu như mình sợ nó mọc ra rồi nó đạp mấy cây kia. À bác sĩ sợ mau loãng với mấy người bị tiểu đường rồi này nọ đó, người ta sẽ sợ. Chích cha, à, bên có tiểu lộ có sao không? Tiểu ngoài lộ. Có sao không anh Sơn ơi? Họ bên đường bị tiểu lộ, tiểu đường. Hiện giờ là đang đi tới phòng khám nha khoa Hoàng Mỹ ở quận Nhất. À, một hồi Cương Nguyễn sẽ quay cho tới lúc nhổ răng luôn, cả nhà theo dõi nha. Cứ vừa làm công chuyện vừa để máy nghe. Ủng hộ tinh thần cho Hồ Minh Đương đi nhổ răng. Nắng quá anh ơi. Kéo này ra đi. Chắc ổng la quá. Trời ơi, chịu đau dở dữ lắm. Ở nhà mà Gương Nguyễn ấn huyệt cho Hồ Minh Đương cũng không chịu được nữa. Gương Nguyễn là tay nghề là massage ấn huyệt mà chỉ cần đụng vô cái là la làng rồi. Cho nên lúc giờ là không bao giờ làm liệu trình cho Hồ Minh Đương được. Nhát dữ lắm. Hên cái bụng trong bóc. Thì hôm giờ là không ngủ được tới gần 3 giờ luôn. Cứ nằm sợ. Anh nói là không đeo mà cứ sợ. Tại vì Cương Nguyễn có nhổ rồi, Cương Nguyễn nhổ cũng mấy cái răng cùng hết rồi. Nhưng mà nói mà không tin, cứ lên YouTube search coi cái cách người ta nhổ như thế nào. Vậy đó, tâm lý lắm. Sợ dữ lắm. Nhổ răng về nhậu là hết liền quá. Đúng rồi, em nghe nó có rượu vô là hết đau liền. Thì rượu nó làm tê luôn. Tê luôn, núng rượu đừng không biết quả là uống. Thường nhổ răng ta về ta kêu mình uống đá lạnh, nước lạnh. Đau quá. Đúng rồi, buổi sáng sẽ tốt cho sức khỏe nhưng mà tại vì uống thuốc á, uống cho đủ cử á, cho nên bác sĩ hẹn buổi chiều. Tại vì bữa đi qua khám là buổi chiều rồi sau này uống thuốc 2 ngày, nay chiều nay là đúng 2 ngày cho nên là qua nhổ lúc 2 giờ. Sao 2 giờ cũng còn buổi trưa, chưa đến qua buổi chiều, 3 giờ trở lên mới qua buổi chiều. Hôm qua anh Đương đi hát sao chị không like, chị có like bên Facebook xong mà chị quay để về chị đăng, tại vì chị biết cái mạng nó không có tốt, like vậy nó sẽ bị đứt nghe cũng không có rõ, cho nên là ý là like bên Facebook mà còn không rõ.
cho nên là chị có quay về chị sẽ đăng lên sau. Có cây nhổ lấy ra không hay luôn. À rồi. Nè trong đây nè, hương bùi nè. Đừng suy nghĩ nhiều quá là khỏe hà anh, suy nghĩ không sợ đau, không sợ là không sợ. Làm à, cỡ lít xỉn ngủ quên. Đâu có, người ta không cho mình uống bia rượu trước khi nhổ răng. Hồi hôm người ta kêu rồi. Đợi coi lại. Bây giờ là gần tới rồi, gần tới rồi cả nhà ơi, gần tới chỗ rồi nha. Đây là trên đường đi đi qua phòng khám. Đường Nguyễn sẽ quay cho cả nhà cùng đồng hành với họ mình đưa để ủng hộ tinh thần. Vì có cả nhà xem là mình đương sẽ trấn an tinh thần, trấn an tinh thần lại bớt lo sợ. Tại vì nhiều người nhìn mình quá mà nhiều người thấy mình quá mà mình phải tự tin lên chứ không lẽ mình yếu sao được. Cho đau cũng phải nín đó hả? À. Không là làng luôn mới chứ nín. Là không? À. Hát bạn câu nghe đi để ngồi không được. Răng ơi, rồi đây ta sẽ xa lìa mãi mãi. Nhưng chiếc đứng khôn bây giờ cái gì cũng biết luôn. Sẽ mãi xa ta. Biết hát nha. Trời ơi, sao trong lòng tôi cứ phập phồng lo sợ, không biết có nhổ răng khôn được yên lành. Vì trong lòng tôi sợ sệt vô cùng. Thôi. Nhạc tự chế luôn. Đau quá rồi, thôi bác sĩ đừng nhổ nữa. Vậy đó hả? Hát được nhiêu đó thôi hả? Bỏ tài. Dữ thiệt chứ. Nhổ răng xong chắc cả tuần mới hát lại. À, không biết nữa, mà hôm qua Trịnh Ngọc Quyền nó đi trồng răng thì nó không đau rồi đó, còn bây giờ nhổ thì không biết sao chứ. Cái này cũng tại Trịnh Ngọc Quyền à. Trịnh Ngọc Quyền nó đi ra trồng cái răng xong rồi về nó khoe, nó nói là không có đau gì hết á. Mà chị Gương ơi, trồng mà kiểu là bắt cái cốt vô cái hàm luôn á, xương hàm á, bắt cái chân răng, cái cốt răng bằng gì đó, cái gì người ta làm đó, người ta bắt vô rồi mới trồng cái răng sứ vô á, mà nó nói là không có đau luôn. Cho nên là nó lúc giờ là Hồ Minh Đương định nhổ cả năm mấy nay rồi, nhưng mà sợ chần chừ tới bây giờ. Cái Trịnh Ngọc Quyền nói là đi nhổ đi chị, không có đau gì hết á, nói anh đi nhổ đi để không tốt, em mới làm rồi nè, không có đau thế, em về em điện thoại em nói chuyện bình thường nè. Nó làm rất là mình cảm thấy là tự tin theo nó luôn. Nên Hồ Minh Đương đã đi nhổ, quyết định đi nhổ. Chính mươi ba đường
mới nói đó, Nguyễn Du. Nhà khoa Hoàng Mỹ ở đường Nguyễn Du, số 293. Số 93 tòa nhà Palace gì đó. Người ta đọc tiếng Anh khá. Khoan là... bán chữ cái này biết không? A B C D D. Nhớ cầm cái phiếu mình vô nha. À, đây là giấy hẹn nhổ răng. À, tiểu phẫu chứ không có nhổ phải không cả nhà? Tiểu phẫu. À. À, giấy tiểu phẫu nè. Bệnh viện nha khoa Hoàng Mỹ. Đây. À. Đây. Đó. Ủa, tự nhiên cầm cái giấy này thay chị. Đây, bệnh viện nha khoa Hoàng Mỹ. Không phải bệnh viện mà là gì? Nha khoa Hoàng Mỹ chứ không có bệnh viện. Thẩm mỹ. À. Đây, nó hẹn 2 giờ. Tiểu phẫu ha, chuyện tiểu phẫu cả nhà chứ không phải là nhổ. Dinh Độc Lập. À, đây là Dinh Độc Lập nha, để Nguyễn quay cho cả nhà xem. Đây là trên đường Nguyễn Du. Cái bỏ. Cái này là gần Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa rồi hả? Nam Kỳ Khởi Nghĩa mới tới Nguyễn Du. Đây, Dinh Độc Lập cả nhà ơi. Từ từ anh chạy em quay mà anh chạy như là ấy vậy. Chạy như đi chạy đi nhổ răng nha. À, chạy gấp gáp như chạy đi nhổ răng. Sao được. Đây không? Ừ. Tới rồi cả nhà ơi. Ai. Nguyễn Du không em? Nguyễn Du quẹo lên Nguyễn Du. Tới trước hả? Ừ. Đây là Dinh Độc Lập đó. Đó. Tới trước giờ có sao không ta? À, không sao đâu vô được mà. Tới sớm thì... sớm thì chứ... ngồi chờ. Đây, đây, nhỏ ở đây. Đây, trong đây. 39A. Đây, đây sẽ nhỏ ở trong cái tòa nhà này. Đây. Đây. Cổ vũ tinh thần. Bây giờ sẽ lên đây nhỏ răng. Phòng khám nằm ở trên đây. Đây là đó, bên đó là Dinh Độc Lập á cả nhà. Nhanh lên, tâm lý ngồi chống hoài. Hỏi sách bịch đó đi. Pin còn nhiều mà. Tâm lý anh chàng ta đi nhổ răng rất là tỉnh táo. Đo nhiệt độ. Thôi vậy không được rồi. Được không? Hai nó không được nó báo đỏ. Hai vậy hai. Em là 37 á. Rồi vậy à. Sẽ đi vô đây cả nhà. Đi vô đây. Mờ. Mà đứng này mà. Mà. À, vậy hả? Bị yếu à. Đây. Ở đây ngồi chờ. Có mang dép vô. Đổi dép. Đây là phòng nha khoa của bác sĩ Khởi, nha khoa Hoàng Mỹ 2.
Đây. Cố lên, cố lên. Đây bác sĩ Khởi. Nè đây là bác sĩ Hương, là vợ của bác sĩ Khởi, cũng hai vợ chồng đều là bác sĩ nha khoa. Cầm. Ở bên kia là phòng khám phòng 7. Và thẩm mỹ làm cái thẹo thẩm mỹ cho đường Minh Hôn. Thẹo đó đó. Đi qua tư vấn thử coi. Ngồi răng đau tư vấn được không? Nói chuyện được không? Không đau ha, nãy ra tâm lý hôm giờ không ngủ được đó. À rồi, cảm ơn. Đây. Bác sĩ nhìn giống bác sĩ Thì quá. À. Cùng người bản xứ xã Tân Thuận mà. Xã Tân Thuận huyện Đầm Dơi mà. Chút vô bật cái hình phim bốn cái răng còn cái hàm răng Ngọc Quyền còn nằm đó kìa. Lên đây đó là yên tĩnh. À chị, dạ. Đây, đây hàm răng của Trịnh Ngọc Quyền. Không phải hả? Anh này thấy sẽ thấy giống bắt cái chốt gan hả? Đó là cái tay lên đó. Dạ. Đó. À có lục tên hả ta? Đây, hàm răng của Trịnh Ngọc Quyền trồng rồi. Trồng cái cây nhỏ nhỏ đây nè. Bắt bằng cái đó là trồng gì em? Em răng. À, em răng hả? Em răng. Em răng. Đó, nhà thấy không? À, hàm răng của Hồng Minh Đương đó anh. Rồi, từ từ. Hồng Minh Đương. Hồng Minh Đương đi ngay cái ngày 1 tháng 1. Đây, hàm răng Hồng Minh Đương sẽ chuẩn bị nhổ 4 cái răng nào đâu bác sĩ chỉ cho nghe. Bữa nay nhổ 2 cây này trước. À, bữa nay nhổ 2 cây đó. Ừ. Sao cái răng này không gấp dễ hơn nè bác. Cây này nó đang viêm, nó uống thuốc cho nó hết viêm, mình mới nhổ trên dưới lừa bên đây. À, làm răng vẫn tốt nha cả nhà. Những cây chính giữa tốt, còn xong rồi mấy cái cây ở chính giữa nó nhỏ xíu vậy ta. Cái đó nó bình thường, tại trên phim mình thấy vậy đó. Dạ. À, chị nói cái cây đó nó mọc bậy đấy không cả nhà. Cây này nè, cây này nó nghiêng. Nó đẩy cây đó riết nó hư, còn cây trên bị gì vậy ta? Cây trên mình nhổ thì cây nó sẽ chồi xuống mình nhổ. Nhìn thấy 14 nó chồi xuống, nó cắn vô nú ăn không được đâu. À, thường nhổ còn cây bên đây. Bên này thì ở trên nó hư rồi. Mình phải nhổ cái dưới luôn. Rồi nhổ cái dưới. À. Cái này nó cứ ăn nhét này nó gây sâu ở đây. Này. À. Ngay đây đang đâu là sâu. Là 4 cây nha cả nhà, nó chuẩn bị tâm lý. Đây là chị Hương đó. Dạ của bác Khởi. À, hai vợ chồng và gương mặt rất là phúc hậu. Chưa đợi tí thì nó đang thấp đầu của vậy. Dạ. Anh Hùng chụp hình ra đưa chứ. Bên đây có phòng thẩm mỹ. Đâu khỏi lấy máu không chị? À, bữa em có đi xét nghiệm rồi mà có cái miếng giấy đó mất tiêu rồi, cũng bình thường không gì vậy? À, sức khỏe em tốt. Có cái yếu tim mà nghe. Cái gì mà giật mình là tim đập nhanh nha. Kiểu như mình chạy đang chạy xe mà có ai băng qua đường mà hết hồn mình khác đó. Là tim đập lên vậy đó. Nó là mệt rồi đó. Yeah. Ai không vậy? Tại sao? Có uống thuốc hàng ngày. Không, không có. Không. Sức khỏe nó tốt. Uống hàng ngày là hôm bữa anh mới cho to rồi uống hàng bữa nay. Anh chị mới về làm dê đây hả? À, lúc dịch hả? Ừ, về Vĩnh Long. Về Vĩnh Long hả?
Vĩnh Long là quê của chị. À, chị Cà Mau quê của chị. Ở Vĩnh Long có khu du lịch tên gì mà nhà dừa đó chị? Mình nhổ 2 cây nào em thấy trên mạng thấy đó, nhà cắt bằng dừa đó, mấy tỷ đó. Thì mình mới nhổ nữa nhổ không? 6 tỷ hay gì đó. Dạ. Nếu mà có show bọn thì mình cứ hát đi, khi nào mà giảm cho mình thôi qua ha. Dạ dạ. Vậy à, mở YouTube của em ra thấy mà bác sĩ Duyên á là thân với tụi này lắm ạ. Duyên là tiếng hữu. Dạ. Trong cái bài tâm tình của bác sĩ hả? À, cái bác sĩ Duyên đó bên khoa sản là bạn của chị Lý Bông Dừa. Tác giả đó. Bạn chị viết chị tặng cái anh đó đó. Đúng rồi bạn, bác sĩ đúng rồi, tác giả Lý Bông Dừa. Bông dừa, bông dừa. Bông lúa. Ồ vậy đó hả? À, chị vừa là viết cho anh hát nhiều lắm. Dạ. Đang là mai người mẫu thi cho bác sĩ Duyên đó ra mắt bên mẹ của. À dạ, vậy bác sĩ Duyên chưa có gì. À, tại vì bữa hổm chị vừa có giới thiệu em qua bác sĩ khám bên sanh con á, mà em chưa có liên hệ, chỉ có cho số rồi. Dạ. À, cái bài đó chị vừa viết tặng cho mấy ngành y đó, chị nhờ anh đưa hát ngày 27 tháng 7 luôn đó, mà không kịp quay hình, cái em làm vậy em đăng luôn. Đây là bác sĩ Khởi, số điện thoại này, đây nè cả nhà đây. Tôi Nguyễn quay rõ lên cho cả nhà thấy luôn nè, đó. Quay cái hình để dưới dạ. Đây là nha khoa Hoàng Mỹ 2, cơ sở 2 nha cả nhà. Đó, cả nhà có thể chụp màn hình lại đi, đó. Rồi. Rồi, và đây là bác sĩ Hương, là bà xã của bác sĩ Khởi. Hai vợ chồng đều là nha khoa hết. Như em nghe anh Khởi nói hôm qua là anh Thanh Tâm, anh Hoài Dương với chị Thanh Tâm cũng làm ở đây. Như Võ Ngọc Quyền cũng làm ở đây luôn. Trịnh. À, Tuyết Nhung, chị Chương Vàng Tuyết Nhung. Ê, anh sợ VA anh lên em không quay đâu. Em chỉ VA cái thương hiệu của bác sĩ Khởi thôi. Ủa cái đó là chụp gì nữa vậy anh hả? À chứ không phải chụp phim đó là rồi ha. Đúng rồi, nhổ 4 cái nhưng mà hôm nay chỉ nhổ 2 cái thôi. Có quay trong bên đó chưa? Dạ chưa. Dạ. Ở đây em sẽ quay cái phòng làm răng. Đây. Đây nha cả nhà. Đó. Hai ghế. Đây. Trong đây có nhiều dịch vụ lắm nha cả nhà, tẩy trắng răng nè, làm răng cắm trụ, im lanh nè, răng sứ nè. Đó rất là nhiều. Trắng răng thẩm mỹ, nhổ răng tự phẫu, chỉnh nha. Đây là bác sĩ Hương cùng với đó diễn viên. Chị tên gì quên rồi.
Điện thoại bác ơi. Có điện thoại bác ơi. Bác ơi có điện thoại. Đây là chắc là phòng phòng chụp phim. À cái máy chụp phim. Mở đèn. Cái máy này chắc dữ lắm. Tỷ tư rồi anh. Cái máy chụp phim răng á cả nhà. Đó. Đây đó. Mình đứng dưới đây mình chụp đưa cái mặt vô đây chụp. Đây là những cái ngân hàng hỗ trợ cho gia mà dựng ở đây làm hết hoàn hoài. Không biết. Nó đòi, nó có trong phòng tiêu thụ. Ông vô đó ông nằm này, ông mà. Thấy đồ này. Mình chụp lại để làm gì nha chụp lại sao? Ở đây rất là yên tĩnh. Nhìn cái hàm răng đáng sợ, bộ xương răng. Nó chụp hình trước tí nữa mới nhổ, giờ đang chụp hình. Chụp hình cái răng nhổ. Chưa tỉ phẫu. Nhổ nhiều đừng có khóc mà, chắc không khóc đâu. Mà mình đương không nên nổi vậy. Bác sĩ Khởi và bác sĩ Khương hai vợ chồng rất là dễ thương, thân thiện. Nhìn mặt rất là phúc hậu nha cả nhà. Ai có nhu cầu làm răng đẹp, chồng răng, nhổ răng, bột răng sứ, tẩy răng, trám răng, hãy đến đây để ủng hộ. Đây là đó danh thiếp của bác sĩ nè. Cả nhà có thể chụp màn hình lại rồi lưu lại để dành giới thiệu cho bạn bè người thân. Tẩy răng trắng ở đây cũng rất ok nha cả nhà. Chụp phim dẫn chưa các bạn? Phim không quen. Chuẩn bị rửa tay sát khuẩn. Rửa tay bắt đầu. Nếu như là tay xà phòng cây cái này khóc thiệt chứ không phải khóc trên sân khấu.
Không biết có khóc không, Nguyên Nguyễn cũng đang giống như cả nhà vậy, em cũng đang chờ đợi. Tại vì lúc giờ nhỏ lớn, Hồ Minh Đương chưa nhổ cái răng nào hết. Cả nhà nhìn, cả nhà biết rồi đó hả? Chưa mất cái răng nào hết á. Đó, đều đủ răng luôn. Đó, tức là cái cây răng này nè. Cây răng này nè, đó, nó mọc xỉa vô cái hàm răng. Nó nếu mình không nhổ là nó đẩy, nó sẽ hư cái răng này. Này mình nhổ cái răng này á, mà mình phải bắt buộc mình nhổ cái răng cùng ở trên luôn, cái môi nó mọc xỉa xuống, nó đẩy cái hàm mình. Và cái răng bên đây thì đang bị viêm và bị sâu, nó còn có cái chân không à, thì nhổ cái răng này thì bắt buộc cũng phải nhổ cái răng này, cho nên là bốn cái răng cùng của Hồ Minh Đương đều nhổ hết, còn lại tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 cái răng. Còn lại 28 cái răng. Đó. Tổng cộng là 32 cái răng. Nhổ 4 cái, còn lại 28 cái răng. Không có bị mất cái nào hết, rất là đều. Hàm răng rất là đều. Bốn cái răng chính giữa này nè, nhổ mới sợ thôi. Nó nhỏ nhỏ vậy chứ nó có vỏ lắm. Nhổ mấy cái răng trước mới sợ. Bây giờ là bác sĩ nói là nhổ hai cái răng bên trái trước, cái răng này nè với cái răng này nè, đó, sẽ nhổ hai cái răng đó trước. Đó. Rồi xong rồi chừng nào hết đau rồi, cái này nó hết viêm, cái trên này nè nó bị sâu hết trơn rồi nè. Rồi nào cái này nó hết viêm xong rồi nhổ cái này và nhổ luôn cái này. Lớn chiều cho đưa hút cháo đi, sáng mai hả ăn cơm nhé, chắc vậy rồi không? Về nấu cháo à. Cái răng dưới ở chính giữa thì nó khít lại. Răng của Nguyễn thì nó sẽ to hơn, không phải nhỏ nhỏ như răng Hồ Minh Đương. Chụp hình lại. Để Nguyễn chụp hình cái hàm răng này. Bác sĩ Khởi và bác sĩ Hương đang tiểu phẫu cho Hồ Minh Đương và đã lấy ra hai cái răng. Đó, cái chân răng cũng ngắn quá, nhìn vậy mà ra ngoài cũng ngắn. Ôi cái răng này bị sâu hả? Sâu cắt đó. Có khóc không? Nãy giờ cả nhà đợi sốt ruột luôn, hỏi Hồ Minh Đương có khóc không? Có khóc cũng đâu có thấy mặt đâu. Đâu thấy. Ổng nhát lắm, ổng chịu đau dở lắm. Chịu đau dở hơn em.
Năm giò, năm giò làm ngắt hết đấy. Thả lỏng ra. Đừng có gồng, thả lỏng ra. Rướn ra ngờ. Đây, đưa tay nắm nè. Nắm tay nè. Ôi da, bấm, ôi da, bấm như vậy. Nắm thôi được. Rồi nha. Trời ơi. Trời ơi, bấm tôi như vậy. Trời ơi, Hương Nguyễn bị bấm tay rồi cả nhà. Trời ơi. Bấm bấm. Anh thả lỏng ra, đừng có gồng. Thả lỏng ra nha. Lủng cái tay. Đưa cho nắm vậy nè. Em đưa cho nó nắm cho ấm đặng cho đỡ rung mà bấm vậy đó coi. Bây giờ mai lại. Đâu có cho ngủ đâu, thức mà. Làm biết hết trơn. Chị đau dở lắm. Có thuốc tê mà đau đâu đau tại cái cảm giác em sợ á. Mình tưởng ông giỡn, ông bấm chơi ở nhà, ông bấm đau thiệt. Một tuần cắt chỉ hả bác sĩ? Tuần đến 10 ngày. Em trai nhát hơn anh rồi. Nhổ hai cái răng bên trái về ăn hàm bên phải.
chăng tháng sau mới quay lại nhậu nữa. Đi khơi thuốc tê luôn rồi hả? Tức là Gương Nguyễn vô là bác sĩ đã lấy hai cái răng ra rồi đó nha cả nhà. Đây nó bị bể ra làm hai luôn rồi. Cái này mới một cây hả? À, mới nhỏ có một cây thôi à, còn một cây trên nữa, mới nhỏ cây dưới thôi. Trên dễ ra hơn ăn dưới. Dạ. Ồ. Một ba chân luôn. Xong rồi đó kia. Mình thấy cái phần trên có dây một không? À. Dây một không? Mốt mốt không không. Đang trên ba chân. Đang trên nhỏ thường không có mẫu khỏe. À. Ăn dưới cái chân nó sâu hơn. Xong rồi. Cái mặt cả trời ơi. Cái mặt đeo như cây cơ luôn mà trời ơi. Đã xong. Tội nghiệp chưa đó. Cháu chắc dạng cháu. Cái trên gắn chặt vô. Ok, trên mình nhổ ra thôi, mình đâu có mai gì lại ha. Rồi xong, ngồi dậy nói không? Đỡ lên hả? Trời đất ơi. Cảm giác như mốt không? Cảm giác thật là như mốt không? Để lên đi. Lấy ra đi đó. À, nhét vô. Nó nhìn cái răng của mình đi đó. Lột cái miếng nó ra. Sao? Nghe đi. Đâu có khóc đâu.
Đó là đó, vậy là sao ngày về uống thuốc uống nhiều rồi. Nhát. Nhát hơn quyền. Quyền ra nó nhảy lưng tưng tưng. Không, cái tấm phim đen nó nhẹ hơn, nó nhổ tiêu khổ. Ủa chỉ cái răng của em ở hàm trên á, hồi em nhổ đâu hồi lúc nhỏ xíu á, cái giờ nó mọc hai cái, nó mọc nó đẩy bít cái răng đó luôn rồi, cái chân nó méo rồi đúng không chị? Đúng rồi, à, mình cũng đâu có trọng gì được đâu. Không. À. Chụp giờ cũng đâu có trọng gì được đâu, nó đẩy bít lại luôn rồi. À. Dạ. Dạ. Rồi ca nhổ răng đã xong rồi nha cả nhà, đã thành công rồi, cho nên là đúng rồi, có một nốt nhạc thôi là xong. Đây rồi, đây là bác sĩ Khởi Nguyễn, quay lại lần nữa cho cả nhà xem nha, đó số điện thoại luôn đó. Nhà khoa Hoàng Mỹ 2 đó. Lấy dây cơ cá ngọn đó. Rồi. Cho một cái gạt đi về hồi uống thuốc xong rồi tắm lại một tí nữa. Rồi, xong rồi. Em cắn gạt ra, em nuốt bọt bình thường nha. Bọt tí nữa nó uống nuốt bình thường. Nè, chút xíu rồi nhả cái gạt nó ra uống thuốc vô. Rồi xong rồi cắn cái gạt đó lại khoảng 1 tiếng nữa. Cái gạt nó xíu uống cho to hút mạnh này nè. Khi nào nhỏ tiếp. Để hẹn lịch sao. Quay lại coi, quay mặt lại coi. Tỉnh táo bình thường. Có gì không, có gì. Có bác sĩ bệnh không biết. Ai tha bắt thương đó này. Chúc mừng Hồ Minh Đương đã thành ráng dưỡng sức cho ma khỏe. Ok. Rồi. Là dặn dò của bác sĩ. Dạ là mua cái này ha. Cái to kia còn để đó. Mua cái này. Vậy là uống liền một to này. Được rồi. Uống xong khoảng 6-7 giờ tối. Ở mua liền nữa. Ha. Rồi. Nếu mà khuya 1-2 giờ mà thấy nó có đau lớn nhất thì uống thêm, không đau thì thôi. Mà uống thêm thì cái viên số 3 này không uống. Uống 3 viên, trừ viên số 3 này. À, còn nếu không đau uống thì không, không phải giật miệng. Còn đây thì khoảng 6-7 giờ tối về. Rồi ngày mai là uống thêm cái to này. Cái to này uống 4 ngày, hết cái to này. Uống về lại cái kia hết cái kia. Rồi các chị. Trong quá trình còn thuốc thì không rượu bia. Hết thuốc thì uống bia bình thường. Rồi. Cái số 3 là nếu mà khuya có uống thì cười. Ăn à, ăn ăn rồi mới uống hả bác sĩ? Ăn rồi uống. Ăn no no rồi uống. Cái gì nó cũng có. Ăn. Có cái gì trong bao tử rồi mình mới uống hay. Dạ. Rồi, chúc mừng thành công. Dạ. Ok, bye bye cả nhà.